Xin chào tất cả các bạn nhé. Trong video này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tham gia một chương trình Europe Retro Asset đến từ sàn Dpocket nha các bạn. Dpocket là một sàn giao dịch phi tập trung dễ dàng quản lý và đầu tư TOU tài sản tiền điện tử của bạn trên tất cả các nền tảng của DeFi nha các bạn. Thì thời gian diễn sự kiện của Retro Asset này sẽ diễn ra là từ ngày 15 tháng 5 cho đến ngày 25 tháng 6 nha các bạn. Mình ăn chia tổng pool là lên tới là 75.000 USDT nha các bạn. Tóc cần Debo nha các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần copy phần link mô tả dưới video của mình nha các bạn. Sau đó các bạn connect với mạng Binbi Smart Chain nha các bạn. Rồi khi vào bạn bấm vào connect MetaMask nha các bạn. Rồi các bạn mở ra nha các bạn. Rồi các bạn bấm ký nha các bạn. Rồi sau khi các bạn connect xong thì các bạn bấm qua phần ba cạnh cùng nữa các bạn. Các bạn bấm vào phần trên nha các bạn. Rồi các bạn cần sau đó các bạn connect nha các bạn. Đây thì mình đã connect rồi. Các bạn cần có là tầm cực khoảng 5 đô nha các bạn hoặc là 2 3 đô cũng được. Các bạn swap qua con token Debo nha các bạn. Mình chọn mắt luôn. Con token này là nó bay ta. 5 đô mình khoảng được 91 token Debo nha các bạn. Rồi mình bấm vào approve. Các bạn có thể mua con token Debo này trên sàn PancakeSwap cũng được nha các bạn hoặc là trên Bullcoin nha các bạn. Đây thì mình ít quá nên mình mua ở trên sàn này luôn. Rồi các bạn xác nhận này. Để mình đi start nha các bạn, để mình sau khi rồi bấm vào exchange cái nữa nha các bạn. Rồi bấm vào Confirm Exchange nè. Rồi các bạn xác nhận nha các bạn. Rồi sau khi các bạn đã swap xong thì các bạn nhập vào ba cánh cùng nha các bạn. Các bạn bấm vào một Ending nè các bạn. Để mình đi setup nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào một Deposit nè các bạn. Deposit mà được 91 các bạn. Tiên thì các bạn áp con chắc của nó đi các bạn. Các bạn xác nhận nha các bạn. Đâu ta, con chắc của Libo đâu ta. Đâu sao không thấy áp ta. Các bạn bắt áp lên đi các bạn. Rồi các bạn bấm vào approve nha các bạn. Phan các bạn, chờ mình chút xíu nha các bạn. Rồi các bạn mở MetaMask các bạn xác nhận cái nữa nha các bạn. Sàn này nó lồng vòng ta. Rồi sau khi các bạn đã xong thì các bạn chọn mắt nha các bạn. Bạn sẽ tách bao nhiêu bạn sẽ tách nha các bạn. Mình sẽ tách là mắt luôn nè. Rồi các bạn bấm vào một sự tách nha các bạn. Rồi các bạn mở MetaMask các bạn xác nhận nha các bạn. Mấy này là quá là đơn giản nha các bạn. Rồi các bạn bấm xác nhận nè. Rồi khi nào các bạn muốn bỏ sự tách thì các bạn bấm vào sự tách nha các bạn. Các bạn chọn mắt nè. Đây từ 7 ngày mà các bạn có thể mới sự tách được nha các bạn. Sự tách ha. Rồi các bạn sự tách ngay nữa nha các bạn. Nãy mình mới có ấy nha. Chin không nhảy. Mình chưa xác nhận nè. Rồi mình đã sự tách rồi nha các bạn. Vì cái máy mình nó đã hơi lag chút nha các bạn. Rồi cái này một harvest này thì các bạn sẽ thu hoạch này các bạn. Phần lái mình nè các bạn. Còn các bạn muốn sự tách thì các bạn muốn chọn mắt. Các bạn muốn sự tách nha các bạn. Thì các bạn nó sẽ trả con tốc cần Debo gì cho tất cả các bạn nha các bạn. Rồi để mình coi cái thông tin nhìn. Rồi sau đó các bạn nhấp vào ba cánh cùng nha các bạn. Ở đây là một gapper nè các bạn. Các bạn việc lấy đinh gap mình chia sẻ cho ông bè và người thân nha các bạn. Sao cái máy này nhảy tào lao ta. Đây mình chọn trong web cho máy tính nha các bạn. Các bạn mong dùng một gapper nè các bạn. Sao nó nhảy tào lao ta. Sorry các bạn nha. Một gapper các bạn nhấp vào mũi tên trên đây này nha các bạn. Các bạn bấm vào một gapper nè. Ở đây thì mình
gọi các bạn một giờ một ghép phơi chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn lấy ghép mình chia sẻ trong bè những người thân nha các bạn. Rồi tiếp tục thì cái một mentran add này ghép này coi. Mình add địa chỉ mình vào thôi các bạn. Ok, mình đã add rồi các bạn. Mình đã địa chỉ mình rồi. Tiếp tục thì add token này. Này sao à? Rồi các bạn cứ làm nhiệm vụ như vậy là đủ điều kiện rồi nha các bạn. Mọi thông tin chi tiết mình đã dưới phần link mô tả dưới video cho các bạn tham khảo thêm nha các bạn. Rồi vậy video của mình đã hướng dẫn các bạn tham gia Retro Asset đến từ sàn DeepPocket đến đây cũng kết thúc nha các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video tiếp theo từ mình nhé.